chấm sỏi dưới gan nè, chôm chôm nè, chôm mặn nè, dạ nhà trồng đó, nhà trồng đó. Đây là cô cá ngát, con chú có mua cô cá ngát ủng hộ Hoàng Sơn thì liên hệ nghe. Nhiêu ký anh? 1 kg 200 ngàn, một bịch là 100 ngàn. Nửa ký hả? Một bịch đó nửa ký. Ngon lắm em. Bữa nãy em có đưa cho chị nương rồi. Bữa anh xách về mấy ký đằng mấy gì hàng xóm đặt á. Còn cái này là gì em? Dưa gan đó anh, nhà không ăn đem lên cho mà bảy. Đây hết rồi phải không? Dạ, đây. Rồi, ra xe nha. Đây thôi. Đây, đây, đây. Lấy được chưa? Ít thôi. Lấy được ít thôi con. Cầm 2 cái thì được rồi. Để con cầm đi. Nói đây để con cầm. Bye bye ông bà cô chú đi con đi nè. Bye bye ông bà cô chú đi. Con đi chơi. Rồi. Con đi bán khô. Cô chú mua khô. Ủng hộ xin nghe nha. Dạ. Sao ra chưa? Sơn sư Hùng vô nói nội đi, rồi sư Hà lên luôn. Chơi được chơi. Hai đứa ngồi sau với má hai với bà nội đi. Đây má hai đi bán khô đó. Thôi chú thấy bán khô mà đi đông vui không? Má Năm, má hai Sơn Ca có Sơn Hà, mẹ Xuyến nè, đó bà Sơn nè, sư Hùng Sơn Hà. Bảy người luôn. Sẵn về đi chơi đi chứ. Má người này đổ 200 ngàn à. Mà xếp xếp. Ừ. Anh Yên có mấy bụi bông mà để cho sâu cắn hết trơn thôi mẹ. Vậy mà anh Yên không bắt ha. Ủa mà nó cắn chỗ lũi hết trơn rồi kìa. Ôi đất ơi. Lặt ra. Dạ. Bữa nay không canh nó lặt mấy cây này luôn. Canh chừng nó lặt. Con mẹ bên đường đẹp quá kìa. Có bụi bông rồi đó. Dạ. Có bộ màu hồng đẹp đó. Có một cây màu này nó lạ nè. Cây màu bông màu hồng này đẹp nè. Này hồng phấn nè. Này này cái lai cây này nữa nè. Ôi đây lai cây màu này nó đẹp. Màu hồng này nó đẹp. Ôi đẹp quá ha. Cái bông này nó hiếm lắm nè. Cái màu này nó hiếm lắm mẹ. Dạ. Đa số là thấy cái bông màu hồng này là nhiều nè. Dạ. Còn trắng tinh gì nè, nó đâu có cái nhị, còn cái này nó mới nhị. Nó có cái nhị hả mẹ? Này không trắng tinh gì nè. Ờ, nó trắng tinh luôn. Nè, sâu cắn hả? Ôi, sâu cắn trời lũi luôn rồi kìa. Nè, nó có nè. Trời ơi, ghê quá. Nó kìa. Ghê, con làm nó thấy bự cho bá luôn nè. Đó, anh còn cái nè. Mẹ ơi, ơi, ghê quá. Trời ơi. Nó lại làm con hết rồi. Sâu quá trời bự luôn kìa. Nè. Ờ, bự quá trời luôn kìa. Để mẹ kiếm cái cây về đập. Cái này phải có cái đồ gấp á chị. Có cái đồ gấp á, gấp nó ra. Coi mẹ này đập sâu nè. Đâu rồi nãy đâu con để nãy thấy ra ba con mà mới đập có 2 à. Đâu con để mày xuống. Ở dưới này ăn con nè mẹ, đó, đó, đó. Đó đúng rồi. Chưa, nó còn đeo đó mẹ. Trời. Đó, mèo còn trên cây kìa, còn đeo trên cây kìa. Đó, còn đeo. Rồi, mẹ ấy đi. Tù quá trời, nó không chịu xuống nữa.
nữa mới được. Còn con nữa xe cũng đặt không à. Thôi đi mà về kiếm nữa. Rồi, máy bay cô chú nha. Ba mẹ học sâu ghê quá.